Quá thọ tôi. Hoàng Long, quên kiểu đó hắn Ngọc đau lắm hó. Đấy chứ mà. Dấu kìa, dấu kìa, gấu. Làm việc nó đi. Nguyễn thành công, mọi người xem like đừng bình luận như thế nữa. Làm hết rồi. Mẹ vẫn không ăn được thấy. Sao lại tắt mic hết rồi? Cay thật. Mình toàn hỗ trợ mà. Tắt mic hết luôn. Ai tự nhiên thấy im im. Skin nhỏ vẽ bên ngân hà đi à? Giải. Không chết kìa. Cay thế. Ăn rồng nè. Phải lên giày thôi. À đâu, phải lên sạch thôi. Chị đánh ve ra trang phục long thần xoái đi. Ủa có luôn á. Lụm hai cái bùa ngay. Ai đâu? Ui ôi! Không, đổi chen thiếu nữ 18 thảo nguyên xanh là bà cóc. hay trời, vãi cả thiếu nữ 18 mà. Ảo mà. Chiều quý nữa. Má, lòng tàu quăng luôn á. Suy Long, Long xong game rồi. Đánh mấy chục tiếng chưa xong. Duca đâu từ nãy giờ làm việc đi. Duca làm việc ADL đi, từ nãy rồi. Chỉ có Ngọc mới làm việc được thôi. Nguyễn thành công. Trời ơi. Bao nhiêu thế? Chị 204 em ạ. Nguyễn thành công, điêu. Ừ, hỏi người ta trả lời xong lại bảo điêu. Chào đi khao nhá, làm gì đâu giang hồ trời. Được giang hồ miếng nào đâu. Lần này mình hôn thì nó sẽ quay. Mình lộn về đây đi chào mạnh thế đức. 2004 mà như này điêu. Ôi à. Canh canh không đến không được miếng nào trời. Ủa 204 thật. Sao mọi người chơi mình già. Cóc kia còn mới nhàng nữa. Ăn bản quyền chết. Hoàng Lê, iPhone cosplay à chị. Vãi cả nho. Ui. Cay ấy. Cái gì mà iPhone có CS Play. Chán lắm, thể wifi nó có lag à. Quá đớn đau cho Ngọc luôn á. Chị nhìn như 2K9 đúng. Hùng nói đúng. 2K2 nhìn như 2K, à đâu 2K4 nhìn như 2K9 đi. Mày thế Đức, mình nói 2K4 mất lòng chưa đúng ra trước tuổi thiệt vậy. Ừ kìa. À, đau lưng quá anh em ơi. Ngọc hơi đau lưng. Một 3-4 ạ.